Xin chào tất cả quý anh em nha. Thì hôm nay ở trước mặt Đạt đang có rất là nhiều bóng đèn Osram nha anh em. Thì bóng đèn Osram này là dạng tăng sáng nha. Thì bữa giờ Đạt không có hàng nhiều để bán cho anh em, tại vì cái loại này đợt này nó đang hết hàng. Thì hôm nay Đạt đã về được rất là nhiều rồi, thì muốn đem lên giới thiệu cho anh em. Thì cái bóng này anh em nó rất là phù hợp với các anh em chơi rim quay luôn. Đấy, từ những anh em chơi rim tàu, rim thái, super, rồi các anh em chơi quay alpha, ZX đó, rồi các anh em chơi rim lùn, Archer, đấy, anh em đều gắn được hết nha. Đấy, loại này là gắn rất là nhiều loại xe luôn. Rồi quay alpha thì nó sẽ có hai bóng, hay future 1 nó có hai bóng thì anh em sẽ gắn hai bóng đó. Còn dạng như rim thái thì nó có một bóng, super nó một bóng thì anh em chỉ cần mua một bóng thôi. Thì đây, cái bóng này nó là cái dòng bóng On Season Super của Osram nha anh em nha. Thì bóng này cái công suất của nó hơi bị ghê luôn, là 35W. Mà nếu như anh em biết thì những cái bóng của rim thái zin nó chỉ có 18W thôi. Còn nghĩa là nếu cái này anh em cung cấp đủ điện cho nó sẽ rất là sáng nha. Và loại này là loại bóng chân giống như chân zin luôn, chân M5, M3 vậy đó. Thì anh em có thể gắn vô hoàn toàn là không cần phải độ chế gì hết nha. Cứ chỉ việc mở bóng kia ra, gắn bóng này vô, xài điện máy luôn, không có cần nối điện bình nha. Còn nếu anh em nào muốn sáng cực mạnh thì anh em cứ nối điện bình vào, rất là sáng. Bóng này là bóng halogen nha anh em, cho nên là anh em không phải sợ công an bắt đâu. Bóng led thì có thể sợ công an bắt, bóng halogen này thì anh em yên tâm sử dụng ngon lành nha. Bóng này nó sẽ là cái màu ánh sáng là màu ánh sáng vàng nắng. Bây giờ thì Đạt sẽ tiến hành Đạt quay chi tiết cho anh em coi về cái bóng này, và giá của nó mình công khai cho anh em luôn là 115.000 một bóng nha. Đợt trước đó là 110.000, tuy nhiên là sau cái đợt hết hàng này thì nó đã lên giá một chút xíu là thành 115.000. Nhưng mà mình vẫn đảm bảo cho anh em luôn là cái bóng này khi anh em sử dụng thì nó rất là bền và nó rất là ngon, ánh sáng nó rất là ok, gom à, anh em chạy ban đêm ở đỡ sợ ma. Đấy, anh em nào chúng ta có nhu cầu thì có thể liên hệ với mình để mua bóng này nha. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình quay chi tiết cho anh em luôn. Ok anh em ha, bây giờ Đạt sẽ tiến hành Đạt quay chi tiết cho anh em về cái bóng đèn này nha anh em ơi. Thì anh em sẽ thấy đây này, cái bóng đèn này nó có một cái màu xanh rất là ảo diệu luôn. Tuy nhiên là ngoài cái màu xanh này thì em có thể thấy ở phía trong của nó nha, nó sẽ có một cái màu xanh tím. Đấy, cái thủy tinh bên trong nó sẽ có một cái màu vừa xanh vừa tím mà mới vừa vàng này. Anh em thấy không, nhìn nó rất là ảo luôn. Thì cái bóng đèn này nè anh em, là anh em chúng ta gắn cho các cái xe rim quay là anh em không cần phải độ chế gì hết, cứ vậy mở ra là gắn vào thôi, gắn dây đèn như bình thường, xài rất là ok nha, bền bỉ. Thì đây mình một số cái thông số mà mình muốn giới thiệu cho anh em. Thì cái thương hiệu Osram này á, có thể là ở xe máy thì anh em ít biết, nhưng mà thực sự là nếu mà xe hơi anh em, là Osram này nó sản xuất những cái đèn rất là cao cấp cho xe hơi luôn nha. Nó thay thế cho bóng zin rất là nhiều, đa số là các anh em chúng ta mua bóng zin xe hơi á về là anh em độ bóng Osram rất là nhiều luôn. Osram nó có những cái đèn như kể cả laser luôn nha, đèn laser luôn, rồi đèn gương cầu, rồi xenon, rồi các thứ là nó có hết. Đấy thì thành ra là cái thương hiệu Osram này á, có thể trong cái lĩnh vực xe máy á, thì ở Việt Nam ít người biết, nhưng mà thực ra anh em lấy cái thương hiệu Osram này là nó của Đức nha anh em nha. Và nó cái như cái này này thì nó là sản xuất ở Trung Quốc. Đấy là nó thẳng luôn, bây giờ là đồ sản xuất ở Trung Quốc là bình thường rất là nhiều. Made in China, made in PRC là nhiều. Đây này, made in China này. Nhưng đây này, bóng này là bóng của Đức nha. Thương hiệu Osram là thương hiệu của Đức, công nghệ tất cả là của Đức hết, nó chỉ là sản xuất ở Trung Quốc thôi. Cho nên là cái bóng này là cực kỳ ngon. Thông số nó đây, đây là thông số của nó này. Đây, quay thông số cho anh em coi nha. Đó, thông số là 35W này anh em thấy không? 35W này, thông số rất là lớn luôn. Và đây là một số cái đặc điểm mà mình nghĩ là rất đáng tiền của cái bóng này. Timeline có nghĩa là thời gian độ bền đi. Độ bền của nó là ngang với bóng zin. Ngang với bóng zin standard là bóng zin. Standard đó anh em, là từ cái từ này ra nè. Tiếp theo đây là cái chữ distance, có nghĩa là cái độ sáng xa của nó. Đấy, thì cái này nó xa hơn cái bóng zin nha. Nó sẽ chiếu được xa hơn bóng zin nè, anh em thấy không? Brightness là cái độ sáng, thì độ sáng nó sẽ cao hơn bình thường 30% này. Đấy, màu sáng thì nó sẽ trắng hơn cái màu của bóng zin một chút, nên là nó sẽ màu vàng nắng này, nó chứ đâu không vàng khè giống như là những cái bóng zin nè. Cho nên là anh em chúng ta sử dụng cái bóng này nó hơi trắng trắng mà nó hơi vàng vàng, chạy nó rất là đã luôn em, giống y như màu nắng vậy đó, rất là tuyệt vời. Thì cái dòng này là cái dòng On Season Super, nghĩa là cái dòng tăng sáng. Đây, Extra Visibility này, tăng độ sáng này, tiêu chuẩn là được người Đức, các chuyên gia người Đức công nhận nha. Đó, thì anh em mà chúng ta muốn mua thì có thể liên hệ với mình. Ở đây, cái phần thông tin ở phía dưới này, liên hệ nó có rất là nhiều các cái chi nhánh khác nhau ở trên thế giới luôn, và rất là nhiều các cái
tiếng ha, chữ viết ở trên này là rất là nhiều này, Hồng Kông này, rồi gì đây tùm lum, nói chung là rất là nhiều nha, không thể nào mà mình nhìn thấy hết được đâu. Nó nhiều là nhiều, Jakarta này, mình Indonesia này, rồi nói chung là nhiều lắm anh em ơi, Thái Lan này, Việt Nam này, rồi chung là nhiều lắm, tiền lè hết trơn á. Nói chung là cái này là nó là dạng như rất là nhiều cái chi nhánh ở trên thế giới, thành ra là anh em mua cái loại bóng này là anh em cực kỳ uy tín luôn đó. Thì giá của nó là 115.000, anh em nào mà chúng ta thích mua, anh em thích được trải nghiệm cái độ sáng của nó mới mẻ hơn một chút xíu, hoặc là nếu anh em mà chúng ta đã bị đứt mất cái bóng zin rồi, hoặc là bóng zin nó đã quá tối rồi, nó đen thui lại rồi, hoặc là những cái anh em mà chúng ta đang sử dụng những bóng lô, thì anh em chúng ta hoàn toàn có thể mua tham khảo những cái bộ bóng Osram này nha. Chất lượng là cực kỳ ok luôn, mà cái giá cả thì nó cũng rất là hợp lý với anh em. Bóng này là đạt bảo hành cho anh em 15 ngày nha. Nếu như có vấn đề gì về đứt lỗi thì anh em có thể hoàn toàn đổi lại với shop mình, hoặc là 1-1 cho anh em nha. Còn riêng với những anh em mà chúng ta đang sử dụng những cái bóng đèn xe mà nó đã quá tối rồi, thì là thực sự nghĩ là anh em nên, chúng ta nên mua một bóng về để chúng ta sử dụng. Nếu ngon thì anh em có thể mua để dàn, hoặc là mua dạng như một số chiếc xe quen phá anh em. Nếu như mà anh em không tin tưởng cái độ sáng của nó, anh em có thể mua hai bóng, một bóng về anh em test thử ha, cho với lại cái bóng đang trên xe, và một bóng nữa là nếu như anh em test ngon anh em gắn vô bao anh em luôn, cực kỳ sáng nha. Thì anh em nào chúng ta đang có những cái xe bị tối đèn, những cái xe mà nó đã quá cũ rồi, đèn nó đã cháy hoặc đứt rồi, hoặc như quen pha là hai bóng đứt mất bóng rồi, thì đây là cái sản phẩm rất là phù hợp với tất cả quý anh em luôn. Anh em nào có nhu cầu thể liên hệ với shop của mình nha. Số lượng bên mình thì có sỉ từ 1 cho tới 100 cái, 1000 cái đều có sẵn cho anh em tới lựa chọn luôn. Anh em nào có nhu cầu thể liên hệ với shop nha. Số điện thoại 0915 434 973. Xin cảm ơn quý anh em rất là nhiều. Hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo nha.